Ngày 15 tháng 9 năm 2018, ông Thích Quảng Độ, người giữ chức tăng thống của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã rời thăm Minh Thiền viện của Hòa thượng Thích Thanh Minh. Ngày 3 tháng 10, ông gửi cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris do Võ Văn Ái điều hành một văn bản truyền đạt hai quyết định. Một là bãi chức Tổng Thư ký Viện Hóa đạo của ông Lê Công Hầu. Hai là sự di chúc của mình. Theo đó, ông Thích Quảng Độ sẽ không phong chức xử lý thương vụ viện tăng thống cho ông Thích Tâm Liên. Ngày 5 tháng 10, Thích Quảng Độ lên tàu về sống ở quê ông tại tỉnh Thái Bình. Những diễn biến trên được tường thuật trên báo Quê Mẹ của Võ Văn Ái vào ngày 5 tháng 10. Trong bài này, tác giả giải thích rằng, Sư Thích Tham Minh đã đuổi ông Thích Quảng Độ ra khỏi chùa của mình để thoát khỏi các sức ép từ nhà nước Việt Nam. Đi kèm với bài là một loạt ảnh chụp ông Thích Quảng Độ đọc thông cáo báo chí của ông Võ Văn Ái, đọc tài liệu hồi luận của ông Võ Văn Ái và nghe đài phát thanh của ông Võ Văn Ái. Trong thời điểm đó, các tổ chức cá nhân chống đối chịu ảnh hưởng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tiếp tục đưa tin về vụ việc này dựa trên nguồn của ông Võ Văn Ái. Họ cũng đồn rằng sau khi bị đuổi khỏi Thanh Minh Thiền viện, ông Thích Quang Độ đã phải lang thang hơn nửa tháng ở miền Nam trước khi bơ vơ về quê, rằng ông Lê Công Cầu là công an nằm vùng trong nội bộ giáo hội nên mới bị bãi chức. Ngày 9 tháng 10, Tuấn Khanh đã phỏng vấn Sư Thích Không Tánh để xóa tan tình trạng hoang mang vừa nêu. Ông Tánh kể một câu chuyện có nhiều chi tiết khác với phiên bản của Võ Văn Ái. Thứ nhất, ông cho biết, để tạo thuận lợi cho việc ký kết hiệp định thương mại với châu Âu, từ 2 năm nay, nhà nước ông đã cất công xây dựng một ngôi tư đường khang trang ở Thái Bình để làm nơi an trí cho ông Thích Quảng Độ. Thứ hai, ông viết, trước giờ, Đức Tăng Thống từng ra nhiều giáo chỉ liên quan đến việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, từ chối nhân sự trong giáo hội, nhưng ngài bị cô lập, thiếu thông tin rồi nóng lòng vì an nguy của giáo hội, nên chịu nhiều tác động của những người có điều kiện kề cận hay liên lạc với ngài. Có giáo chỉ của ngài đưa ra thì hợp lý, nhưng cũng có giáo chỉ ghi xuống thì lại bất thường. Những việc như vậy không đúng với hiến chương của giáo hội, chẳng hạn như việc ngân chức của Hòa thượng Thích Chánh Lạc hay Hòa thượng Thích Viên Lý đều là chuyện ai nấy bất ngờ và lo ngại. Với cái nhìn này, Thích Không Tánh cho rằng khi bãi chức ông Lê Công Cầu, ông Thích Quảng Độ như muốn làm một vài điều cuối nhằm tạo lại cân bằng cho sinh hoạt giáo hội trước khi về an trí. Từ nhiều năm nay, báo chí trong và ngoài nước đã đồn đại rằng ông Võ Văn Ái đã thao túng ông Thích Quảng Độ để qua đó kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nhằm tư lợi cá nhân. Qua câu trả lời của ông Thích Không Tánh trong sự kiện này, có thể thấy lời đồn đó là đúng. Các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nên thận trọng với giáo hội của họ khi nó bị kiểm soát bởi một người đầy tham, sân si. Còn ông Thích Quảng Độ nên bình tâm an dưỡng và tu hành thay vì tham gia chính trị để tiếp tục bị kẻ chủ nhân lợi dụng.